Ngày cuối tuần của mình thường bắt đầu rất muộn. Mình thức dậy không có chuông điện thoại hay bất kỳ âm thanh báo thức nào, ngoại trừ tiếng chó sủa nhà bên. Nhưng điều đó thì không có nghĩa là mình sẽ ra khỏi giường ngay lập tức đâu. Mình sẽ nằm ườn trên giường check mail nè, nhắn tin hay là lướt mạng xã hội một lúc lâu thì là lâu. Mình thật sự rất lười vào cuối tuần. Cuối cùng thì mình cũng chịu đứng dậy, bắt đầu cuốn tấm rèm tre. Hơn 2 tuần rồi, mình không có mở cửa sổ vì nhà kế bên đang xây dựng công trình, vừa ồn lại vừa bụi nữa. Mình thật sự là không thích tiếng ồn một chút nào vào những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này. Mình quyết định mở hết các cánh cửa cho thoáng. Sài Gòn mưa phật phả tuần mấy hôm, tự dưng hôm nay lại có nắng. Tuy yếu ớt nhưng đủ để thấy Sài Gòn tươi tắn hơn một chút, đủ để thấy trời thật nhẹ nhàng, và đủ để mình đem hong nắng hai chậu cây bé xinh. Khởi đầu ngày mới của mình bằng việc là sẽ pha cho mình một cái hỗn hợp là mật ong cùng với tinh bột nghệ và thêm một chút xíu nước ấm ấm nữa. Thực ra cái hỗn hợp này không chỉ bảo vệ được cái sức khỏe của mình nè, vừa làm cho làn da của mình căng bóng mịn màng và đặc biệt là ngăn ngừa lão hóa sớm. Và có một điều là hơn một năm trước Hạ phát hiện là mình bị viêm loét bao tử khá là nặng, cho nên Hạ đã duy trì cái điều này như là một cái thói quen hàng ngày của mình. Thế là bây giờ thì Hạ sẽ thay đồ và cột tóc gọn gàng như thế này để Hạ chuẩn bị có những bài tập hết sức là cơ bản, gọi là vận động vào một buổi sáng thôi, để cho một cái ngày mới của tụi mình sẽ tràn đầy năng lượng và kiểu hứng khởi hơn. Vô. Đây là toàn bộ những sản phẩm mà đang sử dụng, và đang sử dụng sữa tắm Lux. Và đây là cái tẩy tế bào chết. Hồi trước thì Hà rất là ưa chuộng sử dụng clean, nhưng dạo gần đây Hà đã chuyển sang dầu gội, đó là aloe vera shampoo. Đây là một cái loại dầu gội organic và dĩ nhiên nó sẽ không có paraben. Vì dầu gội không có chất tạo mùi á, nên Hà sẽ dùng một ít dầu ủ tóc để mềm mượt và thơm hơn. Dĩ nhiên là mình chỉ massage ở phần chân tóc thôi. Đẹp. Còn Hạ quấn khăn kiểu nhìn nó cứ lập dị sao sao ấy. Lập dị sao sao ấy. Thôi mình làm cho nó gọn ha, không cần đẹp. Hạ thấy có nhiều bạn quấn khăn sang chảnh trong phòng tắm, cái kiểu mình cũng bắt chước làm mà làm không ra. Một ngày chủ nhật trong tuần là sẽ tẩy thải độc da một chút xíu. Hạ dùng sâm 30 bậc. Đó, bắt đầu nó sủi lên và Hạ có cảm giác rồi đây. Trong khi chờ nó sủi hết thì Hạ sẽ đánh răng. Bởi vì tóc quá yếu ấy, cho nên Hạ sẽ không có thói quen sấy tóc đâu, mà Hạ sẽ để tóc khô tự nhiên. Và đối với những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này thì Hạ thường không có make up gì cả, mà Hạ kiểu như là để cho da của mình thở ấy. Bởi vì suốt một tuần vừa qua Hạ đã lạm dụng make up khá là nhiều, cho nên ngày hôm nay Hạ chỉ dưỡng da một chút xíu thôi. Và sau đó Hạ sẽ thoa thêm một chút xíu kem chống nắng. Tuy không make up gì cả nhưng Hạ vẫn cho phép mình có một lớp son mỏng có dưỡng để mà trong mình tươi tắn rạng rỡ hơn, và mỗi lần mình nhìn trong gương mình sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống. Cho dù mình ở nhà hay ở ngoài đường, mình vẫn luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn yêu bản thân của mình. Chỉ còn một lớp son thôi là trông bạn sẽ khác liền à, đúng không? Hạ tìm thấy được một ít cà chua, dưa leo, táo và rau nữa. Ok, mình sẽ quyết định làm một cái món salad trứng cút đi với lại sốt mayonnaise. Món này vừa nhanh, vừa xanh, dễ chuẩn bị lại đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Hạ tập thói quen là không bỏ bữa sáng, ăn ít thôi cũng được vì nó thật sự rất quan trọng. Hạ chỉ mới nhận ra khi mình bị loét dạ dày khá nặng.
không uống nước ngọt có ga đâu, nhưng mà cực kỳ nghiện nước gạo, trà và cà phê nữa. Một cốc nước gạo và một cái salad như thế này cho thực đơn eat clean cuối tuần là ổn áp rồi ha. Không có gì thích hợp hơn là ngày cuối tuần mình sẽ dành ra tầm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng để làm hết tất cả công việc mà trong suốt tuần vừa rồi mình không thể nào làm được. Bây giờ chúng ta cùng đi dọn dẹp với Hải nhé. Vô. Rất là nhiều nước và nhiều trái cây nữa. Nếu riêng thì Hà sẽ cắt một vài loại trái cây bỏ vào bình nước kiểu 2 trong 1 ấy, vừa uống nước vừa có vị thơm của hoa quả mình thích nè. Vì cái tánh hay quên với lại não áo vàng quá nên là Hà cho thẳng bình nước trên bàn làm việc luôn, ngay trước mặt mình để nhắc nhở. Sau bữa tối, mình nằm ườn thêm một lúc nữa rồi mới đi tẩy trang. À, mình đang xài dòng dầu tẩy trang của Innisfree á. Mình mới dùng vài hôm thôi nên là chưa có trải nghiệm đủ để chia sẻ thêm bất cứ điều gì cả.
Mình thưởng cho em Giao một miếng mặt nạ, massage đều một tí và đừng có bỏ qua phần cổ nha. Tinh chất còn dư thì Hà tranh thủ bôi thêm khuỷu tay và đầu gối, hai vùng da dễ bị ngói lơ nhất trong toàn bộ cơ thể của mình á. Nói chung là Hà không bỏ một cái gì cả, kiểu hơi bị tiếc tiền ấy. Lên kế hoạch chi tiết cho tuần sau và đặc biệt là ngày mai luôn là một cái thói quen mỗi tối của Hà, chứ không có riêng gì cuối tuần đâu ha. Xong mọi việc thì cũng 8 giờ tối rồi. Đây là khoảng thời gian Hà thích nhất trong ngày. Hà sẽ làm một cái spa tại nhà bằng cách là tắt hết đèn đi, bật đèn chùm dễ thương một chút. Hà sẽ cho một ít tinh dầu mùi tre non vào cái máy khuếch tán này và bắt đầu viết lách. Hà hay viết lên tinh lắm. Nếu có thể thì chắc bây giờ số lượng có thể in thành một tập dày cộm. Sau đấy thì Hà sẽ kiếm một bộ phim tiếng Anh nào thiệt là hay để vừa giải trí vừa học thêm cách phát âm, vì thực sự tiếng Anh của Hà cần phải cải thiện nhiều và nhiều hơn nữa. Chắc một ngày cuối tuần để dành trọn cho bản thân của mình nè, sống chậm lại một chút và lắng nghe bản thân của mình nhiều hơn. Nghe thì có vẻ rất là đơn giản đúng không, nhưng mà thực hiện thì vô cùng là khó khăn, bởi vì cuộc sống hiện đại bây giờ các bạn biết rồi, rất là bận rộn và nhiều khi công việc cứ chất chồng lên với nhau ấy, và kiểu mình có rất là nhiều thứ lo nghĩ, cho nên là vô tình mình sẽ bỏ quên cái khoảnh khắc chăm sóc bản thân của chính mình. Nhưng mà nghĩ đơn giản, nếu như ngay cả chính bản thân của bạn không yêu thương và trân trọng mình thì cũng đừng có mong ai làm điều đó hộ bạn cả. Và như chiếc điện thoại này nè, mình xài biết xài hoài thì cũng sẽ đến một thời gian nó sẽ hết pin và bắt buộc mình phải đi sạc lại, thì không có lý do gì mà chúng ta lại bắt bản thân của mình không có thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng cho một tuần làm việc thật là hiệu quả và chất lượng đúng không? Nếu như các bạn không biết bắt đầu từ đâu thì các bạn hãy tua lại video này một lần nữa nhé. Hà tin là nếu như mà mình càng sống thư giãn bao nhiêu thì mình sẽ tận hưởng được nhiều bấy nhiêu. Hãy luôn luôn chăm sóc thật tốt bản thân của mình cũng như là nhận thêm nhiều và nhiều năng lượng tích cực hơn nữa và luôn tiến về phía trước nhé. Dĩ nhiên là mặt trời vẫn sẽ mọc vào ngày mai và một tuần mới là sắp sửa bắt đầu rồi. Hãy đi ngủ nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye.